Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quay lưng với căn hộ mới, người mua trộm nhà cũ. Giao dịch đất nền phía Nam giảm hơn 90%. Phạt tù 12 chủ đầu tư vi phạm phí bảo trì chung cư hơn 13 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo báo cáo thị trường bất động sản của Savills Việt Nam, những khó khăn vẫn tiếp tục diễn ra đối với thị trường căn hộ tại Hà Nội trong 3 tháng đầu năm. Tình trạng mất cân đối nguồn cung vẫn tiếp tục diễn ra. Khi nguồn cầu hiện nay của người dân chủ yếu hướng về các sản phẩm vừa túi tiền, thì nguồn cung căn hộ hạng C bình dân vẫn ở mức thấp. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội nhìn nhận, nguồn cung căn hộ mới hạn chế, số lượng căn hộ giao dịch giảm và giá sửa cấp trung bình neo cao tại mức 52 triệu đồng một mét vuông đã tạo điều kiện cho giá bán thứ cấp tăng theo bà Hằng, từ năm 2018 đến năm 2022, giá sơ cấp trung bình của căn hộ đã tăng 13% một năm, trong khi nguồn cung sơ cấp giảm 14% một năm. Trong quý một năm nay, giá sơ cấp trung bình cao hơn giá thứ cấp 48%. Ngoài ra, theo vị chuyên gia này dự báo, từ năm 2020 đến năm 2024, số lượng căn hộ bàn giao giảm 36% một năm. Điều này sẽ thúc đẩy nguồn cầu cho thị trường thứ cấp đồng quan điểm trên lãnh đạo một sàn giao dịch bất động sản cho rằng căn hộ trung cư cũ được ưa chuộng vì giá thấp hơn nhiều so với trung cư mới vị trí lại thuận tiện do đó nhiều người có nhu cầu ở thực đã nhắm đến phân khúc này tuy nhiên với trường hợp mua căn hộ trung cư cũ việc khảo sát chất lượng loại hình này rất quan trọng vì đây là dự án đã bàn giao lâu chất lượng dịch vụ sẽ xuống cấp đáng lo ngại nhất là vấn đề an ninh vận hành căn hộ theo báo cáo căn hộ vừa mới phát hành của Casman Wakefield, một đơn vị nghiên cứu thị trường, quý một năm nay tiếp tục chứng kiến sự chứng lại của nguồn cung mới tại Hà Nội, với hơn 2.000 căn được mở bán, giảm 4% theo quý và giảm 11% theo năm. Cũng trong quý này, lượng bán căn hộ mới của Hà Nội giảm xuống còn 1.400 căn, giảm dần 34% theo quý và 39% theo năm. Lý do là khách hàng lo ngại về tính thanh khoản của thị trường bất động sản gây nên bởi chính sách thắt chặt tín dụng các vấn đề pháp lý, vấn đề cấp phép và bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm năm 2023. theo bộ xây dựng mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư chung và dài hạn. trên thị trường bất động sản số lượng dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý 1 năm 2023 không nhiều chủ yếu vẫn đến từ phân khúc trung cao cấp và tập trung ở một số tỉnh thành phố lớn. Thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng, thanh khoản ở mức thấp, nguồn cung mới lẫn sức cầu toàn thị trường sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, phân khúc đất nền chứng kiến sự trở lại hiếm hoi của nguồn cung mới tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài vắng bóng dự án. Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận 8 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 385 sản phẩm, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022 lượng tiêu thụ mới đạt 78 nền, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực, nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở Long An và Bình Dương. Riêng thành phố Hồ Chí Minh hiếm hoi xuất hiện nguồn cung mới sau thời gian dài vắng bóng dự án, đóng góp 13,8% vào tổng cung thị trường. Mặt bằng giá bán mới trong quý có mức tăng trung bình 5 đến 7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng tập trung ở những dự án hoàn thiện pháp lý và tiến độ hạ tầng tốt. Trong quý 1, mức độ quan tâm bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước, Long An, Đồng Nai đều sụt giảm. Riêng tháng 2, lượt tìm kiếm đất nền thành phố Hồ Chí Minh trên các chợ trực tuyến giảm 32 đến 45% đối với đất lẻ và đất dự án. Đơn vị này nhìn nhận thị trường đất nền chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mặt bằng giá giao bán tại các khu vực này gần như đi ngang hoặc có sự điều chỉnh khá nhẹ. Cá biệt một số nhà đầu tư đang gặp áp lực về dòng tiền mới giảm giá mạnh. Dù vậy, xu thế này không đại diện cho toàn bộ thị trường. Thậm chí một số khu vực như huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè còn tăng giá 7-8% so với quý 4 năm ngoái. Bộ Xây dựng cho biết từ đầu năm đến nay, thanh tra Bộ Xây dựng đã lập nhiều biên bản xử lý vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà trung cư. Qua thanh tra đối với 19 chủ đầu tư, nhà thầu tư và ban quản trị nhà trung cư, Thanh tra Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trên 19 chủ đầu tư số tiền 13,3 tỷ đồng, trung bình 1,1 tỷ đồng một chủ đầu tư. Cơ quan thanh tra cũng buộc 10 trên 12 chủ đầu tư phải mở và gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì số tiền hơn 254 tỷ đồng. Đồng thời buộc 6 chủ đầu tư quyết toán và bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị số tiền hơn 513 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm đối với 19 tập thể, 14 cá nhân để xảy ra vi phạm tồn tại. Thanh tra bộ xây dựng cũng đã đề nghị ủy ban nhân dân các cấp tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư. Các chủ đầu tư phải thực hiện một số công việc như khi đủ điều kiện theo quy định phải tổ chức hoặc đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, thống nhất với ban quản trị về diện tích, thiết bị sở hữu chung cư của nhà chung cư, bàn giao đầy đủ hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị. Thời gian qua, không ít vụ việc tranh chấp khiếu kiện tại các trung cư đã xảy ra. Trong đó có tranh chấp liên quan đến việc quản lý sử dụng kinh phí bảo trì. Khiếu nại liên quan đến kinh phí bảo trì chiếm khoảng 36%, đứng thứ hai trong tổng số vụ tranh chấp tại các trung cư. Nổi lên là tranh chấp xảy ra giữa cư dân chủ đầu tư và giữa cư dân với ban quản trị do quản lý sử dụng kinh phí bảo trì chưa đúng quy định Nguyên nhân xảy ra tranh chấp thời gian qua một phần do pháp luật chưa quy định rõ ràng về cách tính diện tích chung riêng, chế tài xử phạt hành vi vi phạm chưa phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.